Vâng, hello, xin chào tất cả anh chị em bà con cô bác mình nha. Tết đã cận kề rồi thì mình đã cố gắng đem một chiếc xe nào đó về để cho nó phù hợp với cái mai mình. Thì đây là một em xe Morning màu vàng đó. Về nhà mình trước cửa mình có cây mai, bên hông nhà để Morning này nữa là mai vàng sắc nở luôn. Đó. Xe này thì nói chung giá nó rẻ anh chị ha, 2012 mà em bán 152 triệu thôi. Thì lý do nó rẻ là vì xe này có dịch vụ, nhưng mà mình làm gì làm, không quan trọng, quan trọng máy êm thôi anh chị. Rồi bên em bán bảo hành cái máy cho nên em chạy vô tư nha. Và đặc biệt chiếc xe này cái máy cực kỳ êm, vừa sơn xịn rất là mới và đẹp. Biển số Bến Tre, xe ngay chỗ cầu Bẹp bán luôn nha anh chị. Anh chị em mua về sẵn đi, không làm gì nữa nha. Đầu sơn xịn rất là đẹp rồi. Thì giá này em có bớt nha, có hỗ trợ trao đổi, hỗ trợ giao lưu với bà con luôn. Đó, form dáng anh em thấy không? Ok chưa? Bốn mâm bốn vỏ cũng còn tươm tất anh chị. Mâm còn đẹp ha. Sơn xịn nóc xe rất là mới luôn. Đó, máy cực kỳ êm nha anh chị nha. Đó, mâm rất là đẹp ha. Đăng kiểm còn tới tháng 4 2023. Sơn xi thì chuẩn hết rồi anh chị. Anh chị em mua về sẵn đi thôi. Xe này về này không tốn ngàn tiền dọn nữa nha. Bán là cam kết với anh chị luôn. Sơn xi mới tinh, mua về sẵn đi, không làm gì thêm. Túp lô túp ly nó đẹp và dàn ghế cũng khá là mới rồi anh chị. Ghế bậm nè, rất là đẹp anh chị ha. Ghế bậm rất là mới luôn. Túp lô túp ly cũng đã vậy anh chị ha. Quăng sần cũng còn khá là đầy đủ nè anh chị. Về dặn ha. Đó. Dàn ghế đẹp. Trần riêng theo xe, bọc sim riêng hết anh chị ha. Đó. Keo chỉ còn nguyên bản luôn anh chị. Nè ha, keo chỉ nó nguyên bản luôn nè ha. Đó, kính bấm gương kính chỉnh điện ha anh chị ha, kính bấm gương kính chỉnh điện, vô lăng thì ba chấu đặc trưng của dòng Kia Morning. Thì dòng này thì nó là bản thiếu cho nên là nó chưa có chưa có túi khí anh chị ha. Sau này thì nó mới có vô lăng ba chấu, là ở giữa nó có lỗ hở nó mới có túi khí ha. Đó. Dàn ghế dàn bọng cũng khá là đẹp rồi. Thì xe này mình bán chỉ có 152 rồi, giá này mình còn bớt nha. Hỗ trợ trao đổi giao lưu với bà con luôn. Máy thì bao êm hết chị ha. Xe có lốp cửa từ xa luôn nha anh chị. Máy thì còn rất là bốc anh chị. Quá lạnh mát mẻ ha. Morning nè. Trần riêng theo xe hết anh chị ha. Đây là đèn hoạt động nghiêm chỉnh. Nước ngon lành hết. Đèn đóm hoạt động đầy đủ hết anh chị. Dàn bọng rất là lớn và xe thì không có báo lỗi anh chị ha. Xăng thì cũng còn khá là nhiều á. Đi Sài Gòn đi về đủ. Dòng này thì tiêu hao nhiên liệu ít anh chị, máy còn 1.1 4 máy ha. Thì tiêu hao nhiên liệu dòng này mình chạy 100 cây nó tầm khoảng 5 lít rưỡi cho đến 6 lít thôi anh chị. Nó không có hao. Đó, mình mua về mình chạy gia đình, chạy về đưa đón con đi học, chạy dịch vụ dưới quê cũng được. Nếu mà Sài Gòn đi xe này dịch vụ thì người ta nhiều khi ta kén, chứ ở dưới quê mình đi xe này thì bình thường anh chị. Đó, xe này nó cũng còn khá là mới, đời nó còn cao, đăng kiểm được 1 năm anh chị ha. Còn 2 năm nữa mới hết kiểm 1 năm nha. Đó. Máy móc nghiêm chỉnh hết chưa? Em mở nắp còi cho nên mình nghe tiếng máy xem coi. Không một tiếng hơi, tiếng khói luôn anh chị. Khói hơi là không bao giờ có nha. Máy là bán là bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu nha anh chị nha. Đó, máy rất là êm. Máy êm lắm anh chị ha. Cabo keo chỉ cũng đầy đủ luôn nè anh chị. Đó, màu vàng ha. Đó. Máy thì rất là hoạt động, rất là nghiêm chỉnh và tốt anh chị. Bán là bao xài nha. Đó, xương đầu xích thẳng gan ha anh chị ha. Quạt mát nè, này cái nước nè anh chị ha. Quạt nó mát mát cực kỳ luôn. Quạt nó mạnh anh chị. Máy thì nó quá trời êm à. Dòng này thì anh em mua về chạy được, cái thứ nhất là nó bền, nó gọn, dễ chạy, đi trong phố mà, trong dưới quê dưới vườn đều dễ chạy. Mình bo cua mình đánh lái cũng dễ. Mà mấy người mình mới bán lý bằng lái nên chạy những cái xe này. Tại vì thứ nhất có giá tiền nó rẻ, thứ hai là nhỏ gọn dễ chạy, thứ ba nữa là anh em biết không, phụ tùng rất là dễ thay thế và giá tiền rất là rẻ anh chị. Và dòng này nó hết có bị mất giá nhiều rồi. Anh em mua ví dụ anh em chạy 1-2 năm nữa anh em lỗ cũng có vài chục thôi anh chị. Thay vì anh em mua xe mới chạy 1-2 năm anh em lỗ tới 3-4 trăm triệu. Như xe này ngày xưa mới nó 400 mấy triệu đi. Thì thay vì anh em giờ bỏ 400 mấy mua chiếc xe này anh em chạy 2 năm anh em bán lại được có nhiêu đâu, được khoảng cũng có anh em lỗ khoảng 100 mấy 200 triệu. Còn như xe này anh em mua về anh em 2 năm nữa anh em chạy anh em lỗ cũng khoảng có 30-40 triệu thôi. Thì nó lại vậy. Nó dù mình chạy mình kiểm tra nhớt nước, bảo quản giữ kỹ thì nó xài bền. Thì giống như mình thôi, mình dù mình lâu lâu mình cũng bị sổ mũi, bị cảm, mình muốn thuốc. Còn ví dụ như này sổ mũi cả mà anh em không cho nó uống thuốc thì nó giật. Thì dù vậy xe nào cũng vậy thôi anh chị, cho nên mình mua xe mình phải hiểu về xe, mình phải bảo quản bảo dưỡng ha. Nhớt nước đầy đặn, hay nhớt nước đúng định kỳ. Lâu lâu có hết ga, chăm ga vô chạy thôi, dòng này nó bền anh chị ha. Đuôi gió nè, xe mưa nè. Quá trời êm luôn. Đó, để em quay em vòng cho anh em mình xem những con xe của em đó nè. Ngoài như xe cấp thời gian thì bên em còn em Morning anh chị ha, anh chị em có thể qua đây lựa chọn nha. Đó, Morning thì nó rẻ, Spark nó rẻ hơn.
còn rất là khá xe anh chị ha. Anh em mua về sẵn đi thôi, rất là mới đó. À, để em lên cho anh em mình xem, em sẽ bắt em ra. Xì bắt mà đây nó hơi dơ anh chị. Xì bắt thì em bán 95 triệu có bớt anh chị ha. Đời 209 thấp hơn xe kia 3 đời thì giá nó rẻ hơn, em bán có 95 triệu thôi. Bắt 4 máy, à 3 máy anh chị ha. Động cơ 3 máy, 1.8 dòng này 100 cây có 5 lít rưỡi xăng à. Máy gầm êm hết anh chị, 4 mâm, 4 mâm đúc hết anh chị ha. Đó, 4 mâm đúc. Đăng kiểm còn tới tháng 4 2023, để mà đây hơi dơ anh chị, bụi quá. Tí xíu em chạy dòng rửa lại cái. Đó, tí xíu em chạy dòng rửa ha. Thì xe này bán 95 thì giá này cũng có bớt nha anh chị. Và cũng có nhiều anh em hỏi hình có xe nào mà số tự động mà 7 chỗ ngồi mà giá tầm trăm mấy, thì có đây là em này là có trăm mấy triệu nè anh chị. Em này là Chevrolet Viva đời 2009 anh chị, số tự động luôn, mình bán có 168 triệu à. Thì giá này thì cũng có bớt nha, 7 chỗ ngồi 5+2, form dáng đẹp đó, nhiều xe lắm. Anh em mình cứ qua đây chọn lựa, chạy thử, lái thử, trao đổi giao lưu với em ha. Đó, anh em mình cứ qua xem xe đi, ưng xe nào thì được thì ủng hộ em nhiều, em cảm ơn nhiều ha. Rồi, em chúc anh chị em, bà con, cô chú mình nhiều sức khỏe và an lành nha. Chúc anh em mình đang có nhu cầu tìm xe rồi sớm tìm được những dòng xe ưng ý ha. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm đăng ký kênh để mình cập nhật được nhiều video hơn từ anh em nha. Em cảm ơn ạ.